Kính chào các bậc phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục cái quyển sách Bé học vần dành cho các bé vào lớp 1. Bài học ngày hôm nay sẽ là bài số 36 trang 37. Phát âm in, in và phát âm un, un. Bây giờ ta sẽ vào chi tiết bài học nhé. In, in gồm có chữ y đứng trước và chữ n đứng sau, ghép lại thành một vần mới. I n in, I n in, I n in, in, I n in, in. Chúng ta cùng đọc lớn. In, 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 in. Đây là cái đèn pin đó các con. Cái đèn pin ta bật cái nút thì cái đèn pin sẽ phát ra ánh sáng. Đèn pin, đèn pin. Chúng ta cùng đánh vần. Đời yên đen huyền đèn, bờ yên pin đèn pin. Vần un, un, un gồm có u đứng trước và n đứng sau, ghép lại trở thành một vần mới, đó là vần un, u n un, un, u n un, un, u n un, u n un, un. Và đây là con giun. Con giun, con giun, con giun, con giun. Chúng ta đánh vần. Cờ on con, giờ un giun, con giun, con giun. Bảng tinh, bảng tinh. Số 9, số 9. Vun vút, vun vút. Chúng ta cùng đánh vần. Bờ an bang hỏi bảng, tờ in tin, bảng tin. Bảng tin có vần in. Sờ ô xô sắc số, chờ in chín chắc chín, số 9. Số 9, 9 có vần in. Vun vút, vun vút. Vờ un vun, vờ út vút sắc vút, vun vút. Vun có vần un. Chúng ta cùng đọc. Chú lợn ủn ỉn ăn no tròn. Trời tối bé soi đèn pin cho mẹ nấu cơm. Chúng ta sẽ tìm vần un và vần in. Các con cùng cô tìm nhé. Chú lợn ủn ỉn ăn no tròn. Như vậy có vần un.
Trời tối, bé soi đèn pin cho mẹ nấu cơm. Đèn pin, pin có vần in. Các con đã rõ chưa? Bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần tập tô nha. Các con nhìn vào màn hình, góc bên tay trái cô sẽ hướng dẫn chi tiết. Vần in chúng ta bắt đầu từ chữ Y. Chữ Y ta bắt đầu theo dấu mũi tên, ta bắt đầu từ đây ta kéo lên. Sau đó ta hạ kéo xuống. Viết đến hết chữ Y ta chuyển sang chữ N. Chữ N thì các con đã quen rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại. Chúng ta bắt đầu chữ Y, từ đây ta kéo lên, đến hết ta kéo xuống. Sau đó ta chuyển sang chữ N. Kéo lên rồi kéo xuống, khá là đơn giản nha các con. Cô sẽ ví dụ nè. Rồi, xong rồi đó các con ơi. Cô sẽ chuyển xuống vần un. Vần un ta sẽ viết chữ U trước, ta sẽ tô chữ U trước. Ta kéo lên, kéo xuống. Hết nét ta lại kéo xuống, đến hết chữ U thì thôi. Ta chuyển sang chữ N. Ta kéo xuống. Kéo lên rồi lại kéo xuống đến hết. Bây giờ cô sẽ ví dụ nha. Ở dưới đây cũng có nữa nè các con. Bây giờ cô sẽ viết nha. Cái dưới đây thì cái chữ nó sẽ nhỏ hơn nè, sẽ khó viết hơn nữa đó. Các con cố gắng nhìn kỹ và các con viết nha. Các con ơi, các chữ còn lại cô chưa có tô màu đó, thì các con cố gắng tô màu hết luôn nha. Cho thật là nhuần nhuyễn. Mình tô màu càng nhiều các nét chữ thì sau này chữ mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Cuối cùng thì cái bài học của cô ngày hôm nay đã hết rồi đó các con. Các con nhớ nhấn nút đăng ký bên phải của màn hình để nhận những cái bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào bài học lần sau.